con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh, Mỹ Hoa Tạng, Đồ Thư Quán. Thời gian: Tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 87. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 146, đoạn lớn thứ bảy của phần Huyền Nghĩa. Thức bộ loại sai biệt. Trong đoạn này là chia thành ba tiểu đoạn: sơ minh bộ, nhị minh loại, tam phi bộ phi loại. Trước hết chúng ta coi tiểu đoạn thứ nhất, sơ minh bộ, dĩ tri thử kinh, tông thú xung thâm, vị thẩm đương bộ đẳng loại, vi hữu kỷ chủng, sơ tiên minh bộ giả, bộ hữu nhị chủng, nhất vi đại bổn, nhị vi thử kinh. Khi nghiên cứu kinh Di Đà, cũng chẳng thể thiếu khuyết đoạn này. Trong một đời giáo học của Đức Phật, nói tới pháp môn này, trừ bộ kinh này ra, những kinh hoàn toàn tương đồng với pháp môn này sẽ được gọi là đồng bộ. Những kinh điển nào hoàn toàn tương đồng? Ngoài ra còn có những kinh chẳng hoàn toàn tương đồng nhưng là cùng một loại, tức là đều cùng nói tới chuyện giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Đồng bộ thì đều dùng phương pháp trì danh. Dùng phương pháp bất đồng là như Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh dùng quán tưởng, còn có các kinh khác dùng trì chú hay dùng phương pháp khác, nhưng đều là cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Những kinh ấy gọi là đồng loại, còn có những kinh chẳng phải là đồng loại mà cũng chẳng phải là đồng bộ, tức là giảng kèm thêm Tịnh Độ. Những kinh điển ấy càng nhiều. Giảng kèm thêm khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại khái có hơn 100 loại. Do vậy biết rằng trong 49 năm giáo học, Thích Ca Mâu Ni Phật coi trọng pháp môn này cho nên không ngừng tuyên dương. Chúng ta xem lời chú giải: bộ giả dĩ thị tổng quy nhất bộ, nhi hữu tường lược cùng thuộc một bộ kinh, nhưng có kinh giảng tỉ mỉ hơn một chút, có kinh giảng đơn giản hơn một chút. Tường phi đại bổn, đại bổn là kinh Vô Lượng Thọ giảng tỉ mỉ. Lược phi thử kinh, thử kinh là kinh A Di Đà, tức tiểu bổn, văn tự ít, giảng tỉnh lược một chút. Đại bổn hữu lục, tổng cộng có sáu thứ. Nhất danh vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác kinh, hậu Hán chi lâu ca sấm dịch. Các bản dịch thời cổ gồm 12 loại, hiện thời chỉ còn giữ được 5 loại. Nhị danh vô lượng thọ kinh, Tào Ngụy Khang Tăng Khải dịch. Tam danh A Di Đà kinh, Giữ Kim kinh đồng danh, Ngô Chi Khiêm dịch.
Ngô là Đông Ngô, Tào Ngụy đều là thời đại Tam Quốc. Tứ danh vô lượng thọ trang nghiêm kinh, Tống Pháp hiền dịch. Đây là nhà Triệu Tống, sau nhà Đường là nhà Tống, Triệu Khuôn Dận làm hoàng đế của triều đại này. Ngũ xuất bảo tích đệ thập Bắc Kinh, danh vô lượng thọ Như Lai hội, nguyên ngụy Bồ Đề lưu chí dịch. Đây là năm loại bản dịch trực tiếp từ Phạn Văn, là bản dịch từ Nguyên Văn. Thứ sáu là bản hội tập do cư sĩ Dương Long Thư đời Tống hội tập. Long Thư là địa danh, hiện nay là Thư Thành thuộc tỉnh An Huy. Vương Nhật Hưu được gọi là Long Thư là do người đời sau tôn xưng ông ta. Vị cư sĩ này cả đời học Phật, hoàn cảnh gia đình khá giả, sau khi đậu tiến sĩ không ra làm quan, có công danh nhưng không làm quan. Gia cảnh khá giả, sống thoải mái, chuyên tu tịnh độ. Ông ta đã dùng mấy bản dịch thời cổ, nhưng chỉ đọc bốn bản dịch, chưa đọc kinh bảo tích, hội tập bốn thứ bản dịch, biên soạn thành một bản mới. Nay chúng ta gọi là Đại A-di-đà Kinh. Bản ấy do cư sĩ Long Thư biên soạn. Bản biên tập này vẫn chưa hoàn toàn lý tưởng, người đời sau phê bình ông ta cũng rất nhiều. Có người nói khi ông biên tập kinh này, đại khái thuộc độ tuổi trung niên, cũng tức là nói ông ta biên tập khi công phu tu hành của chính mình vẫn chưa thành tựu. Cuốn Long Thư Tịnh Độ Văn thật sự lỗi lạc, đó là tác phẩm do ông Vương viết vào lúc tuổi già. Chính ông ta đứng giảng sanh, biết trước lúc mất, không ngã bệnh. Có thể thấy ông ta giảng sanh phẩm vị chắc chắn giảng thấp. Đây là một vị tại gia cư sĩ, suốt đời niệm A-di-đà Phật. Tổng thủ tiền chi tứ dịch, tham nhi hồi chi, duy trừ bảo tích bỉ sở vị cập. Tham khảo rồi hội tập, ông ta chỉ dùng bốn bản dịch gốc để soạn thành bản hội tập. Nhiên thượng ngũ dịch, hổ hữu dị đồng, Hán Ngô nhị dịch, tứ thập bát nguyện, chỉ tồn kỳ bán, phi nhị thập tứ, kỳ dư văn trung, đại đồng tiểu dị. Bản Hán dịch là Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, bản Ngô dịch là A-di-đà Kinh. Đối với 48 nguyện, bản Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh và bản A-di-đà Kinh do Ngài Chi Kim dịch đều là 24 nguyện. Các bản dịch của Khang Tăng Khải và Pháp Hiền đều là 48 nguyện. Đối với bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư, quý vị mở xem phần kinh văn 24 nguyện sẽ thấy giống là 48 nguyện. Trong một nguyện, nhiều khi cụ đã gộp hai hay ba nguyện lại. Trên thực tế, 24 nguyện và 48 nguyện nội dung hoàn toàn tương đồng, chỉ là những điều mục được gộp vào hay tách ra khác nhau mà thôi. Do vậy, bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư hay hơn bản do Dương Long Thư biên soạn, hay hơn cả mấy bản dịch gốc. Đúng là đã biên tập những chỗ tinh hoa trong các bản dịch cổ, biên tập vô cùng khéo, nay chúng ta đang dùng bản này. Dương thị sở hội, giảo chi ngũ dịch, giản dị minh hiển, lưu thông kim thế, lợi ích thậm đại. Đây là cái nhìn của Liên Trì Đại Sư trong đời Minh. Có thể thấy, thuở ấy bản Đại A-di-đà Kinh do cư sĩ Long Thư biên tập, rất được người khác hoan nghênh. Đảng kỳ bất diêu phạm bổn, duy trước hoa văn, dị thuận dịch pháp. Ông ta không phiên dịch từ nguyên bản tiếng Phạn, mà chỉ dùng bốn bản dịch tiếng Hán để biên tập thành một bản mới mà thôi. Nhược dĩ phạn bổn, trùng phiên nhi thành lục dị, tức vô nghị hỷ. Mọi người sẽ chẳng tranh cãi với ông ta, cố bỉ bất ngôn dịch, nhi ngôn giảo chánh giả. Cư sĩ Dương Lâm Thư rất khiêm hư, không nói là phiên dịch, mà nói là giảo chánh, tức là gộp mấy phiên bản lại để chỉnh lý. Hữu kỳ trung khứ thủ cựu văn, diệt hữu vị tận. Đây là những chỗ phê bình đối với bản hội tập của ông ta. Nói cách khác, ông ta đã bỏ sót những chỗ trọng yếu, đáng tiếc quá. Như tam bối giảng sanh.
Đây là một đoạn kinh văn rất trọng yếu, giảng về ba bậc giảng sanh, ngụy dịch, tức là bản của Ngài Khang Tăng Khải. Giai viết phát Bồ Đề Tâm. Đối với giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, phát Bồ Đề Tâm rất trọng yếu. Nhi Dương Thị Duy Trung Bối Phát Bồ Đề Tâm, Hạ Viết Bất Phát, Thượng Cánh Bất Ngôn, Tắc Cao Hạ Thất Thứ. Đây là chỗ thiếu hoàn mỹ của ông ta. Trong bản dịch của Ngài Khang Tăng Khải, các bậc đều phải phát Bồ Đề Tâm, vì Tây Phương Cực Lạc thế giới là Đại Thừa Phật Pháp, chẳng phát Bồ Đề Tâm sẽ không tương ứng với Tây Phương Tịnh Độ. Vì thế, phát Bồ Đề Tâm rất trọng yếu. Trong bản hội tập của ông Dương, thường phẩm không nhắc tới, văn từ bị thiếu sót, trung phẩm thì có. Trong phần hạ phẩm, ông ta bảo chẳng phát. Đây là chỗ bị người khác phê bình, bảo là cao hạ thất thứ. Nếu coi chẳng phát Bồ Đề Tâm là cao, mà do hạ phẩm chẳng phát, vậy thì lẽ ra hạ phẩm phải cao hơn trung phẩm. Đây là thứ tự điên đảo. Nếu coi phát Bồ Đề Tâm là cao, mà trong phần kinh văn thượng phẩm lại mơ hồ chẳng nói, đây cũng là chỗ khiến cho người ta nghi hoặc. Thả văn trung đa thiện căn, toàn tại phát Bồ Đề Tâm, nhi tam bối bất đồng, đồng nhất phát tâm, chánh giảng sanh yếu chỉ, nải phản lược chi, cố dân dị tận. Điều này có nghĩa là như cổ nhân đã nói, tuy hay khéo lắm nhưng chưa trọn vẹn, chưa thể đạt đến tận thiện tận mỹ, nên bản này có khuyết điểm sai sót. Đây là một ví dụ rất rõ rệt. Ở đây nêu rõ, cả ba bậc đều cùng phát tâm. Đây là điều kiện giảng sanh trọng yếu nhất, nhất định phải phát Bồ Đề Tâm. Ông ta tỉnh lược đi, đó là chuyện rất đáng tiếc. Nhiên kim sớ sao sở dẫn, nghĩa tắc kim thâu ngũ dịch, ngữ tắc đa tự dương văn. Trong bản sớ sao do Liên Trì Đại Sư biên soạn có những phần trích dẫn, Ngài giải thích. Những ý nghĩa ấy chủ yếu dựa theo năm thứ bản dịch gốc của Kinh Đại Bổn, nhưng kinh văn trích dẫn đa phần chọn lựa từ bản của ông Dương Long Thư. Ông Dương Long Thư giỏi văn chương khéo léo, nên tổ dùng bản ấy để trích dẫn kinh văn. Nhưng luận định nghĩa lý thì luôn tuân thủ năm bản dịch gốc từ thời cổ. Vì thế cái hay của sớ sao là ở chỗ này. Có thể nói đọc bộ sớ sao là đọc toàn bộ tất cả kinh luận của Tịnh Độ Tông, vì toàn bộ đều được trích dẫn. Không chỉ trích dẫn năm bản dịch ấy mà Quán Kinh, Cổ Âm Dương Kinh, Bi Hoa Kinh, thảy đều trích dẫn. Ngay cả những kinh không phải đồng bộ mà cũng chẳng phải đồng loại như Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Pháp Hoa, thảy đều được trích dẫn. Do vậy, sớ sao quả thật mênh mông, to lớn, tinh tường, sâu xa, đấy là lời tán thán của Ngẫu Ích Đại Sư. Nói cách khác, học Phật không chỉ là học Tịnh Độ Tông. Quý vị đọc sớ sao mà thật sự đọc thông suốt, thì tất cả các tông phái khác cũng đều thông suốt, vì kinh điển của các tông phái khác, Ngài đều trích dẫn rồi. Đối với chúng ta hiện thời mà nói, bộ sách này càng đúng, là lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Dĩ vương bổn thế sở thông hành, nhân tập kiến cố. Chọn văn tự của Dương Long Thư có cái lợi là mọi người cảm thấy quen thuộc. Dư ngũ gián thủ, đôi khi cũng phải chọn từ năm bản dịch cổ. Nhi khái dĩ đại bổn tiêu chi, cố thượng lục chủng giai danh đại bổn. Trong sớ sao hãy nhắc đến đại bổn, thì danh xưng đại bổn bao gồm sáu thứ này. Sáu thứ này đều được gọi là đại bổn, nhưng rốt cuộc chọn lấy bản nào thì nhất định phải là bản mà chính quý vị cảm thấy thân thuộc nhất. Khi không quen, quý vị sẽ tìm không được, sẽ chẳng biết là bản nào. Kim thử kinh giả danh vi tiểu bổn, kinh A-di-đà do Kumala Thập Đại Sư phiên dịch được gọi là tiểu bổn, văn hữu phồn giảng nghĩa vô thắng liệt. Hai câu này rất trọng yếu. Văn hữu phồn giảng, tức là văn tự có dài hay ngắn. Kinh Vô Lượng Thọ văn tự nhiều, kinh văn dài. Kinh văn của kinh Di Đà ngắn, nhưng nghĩa vô thắng liệt,
nội dung như nhau, ý nghĩa hoàn toàn như nhau. Do vậy, hai bộ kinh này thuộc loại đồng bộ, giống nhau. Một kinh giảng tỉ mỉ, kinh kia giảng tỉnh được một chút. Nhị minh loại. Đoạn thứ hai giảng về loại, loại là chẳng cùng bộ. Nhị minh loại giả, tự hữu tam chủng, nhất quán kinh, nhị cổ âm dương kinh, tam hậu xuất A-di-đà kệ kinh. Đây là ba bản khác nhau. Loại giả, bất đồng kỳ bộ, nhi đồng kỳ loại. Như tùng côn đệ, tuy bất đồng phụ, nhi đồng kỳ tổ, diệt danh tỷ kiên. Tương vi đẳng di, cố viết đồng loại. Đồng bộ, giống như cùng một người, hoàn toàn tương đồng. Đồng loại, tuy không phải là cùng một người, nhưng giống như anh em họ, tuy không có cùng một cha, nhưng có cùng một ông nội. Quan hệ đồng loại cũng hết sức mật thiết. Quán kinh giả, quán vô lượng thọ, Phật kinh. Tuy mục tiêu cũng là giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, nhưng phương pháp tu hành khác nhau. Kinh này dùng phương pháp quán tưởng. Cụ Đàm Thập Lục Diệu Môn có 16 phép quán. Nhất tâm tam quán, tường bổn sớ sao. Chữ bổn sớ sao chỉ quán vô lượng thọ Phật kinh sớ sao. Nói theo lý luận tịnh độ, bộ kinh ấy cũng rất trọng yếu. Cổ âm dương kinh giả, Phật tại chim ba đại thành, già già linh trì, giữ tỳ kheo bách nhân thuyết. Trung phân, nhược hữu tứ chúng, thọ trì A-di-đà Phật danh hiệu, lâm mạng chung thời, Phật giữ thánh chúng, tiếp dẫn giảng sanh đẳng. Cách nói này hoàn toàn chẳng khác gì đại bổn và kinh này. Vì thế, nó và kinh này cũng là đồng loại, đều nhằm khuyên con người giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Hậu xuất kệ kinh giả, thị chung duy kệ, thị già đà bộ. Kệ kinh từ đầu đến cuối là kệ tụng, già đà là cô khởi tụng, nhằm phân biệt không phải là trùng tụng. Trung vân phát nguyện dụ chư Phật, thệ nhị thập tứ chương. Có cùng số chữ với thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Nguyện chỉ tồn bán, giữ hán ngô nhị dịch đồng. Nhi tứ thập bát nguyện, tự cổ cập kim truyền dương dĩ cửu, nhị thập tứ giả hoặc phạm bổn khuyết lược, dị khả tri giả. Đối với chuyện này, Liên Trì Đại Sư chẳng khảo chứng cặn kẽ. Hoặc vấn cổ âm diệt thuyết trì danh, vân hà bất giữ kim kinh đồng bộ. Câu hỏi này hay lắm. Trích dẫn từ cổ âm dương kinh trong đoạn kinh văn này, quả thật là dạy chúng ta trì danh niệm Phật, đáng lẽ phải là cùng bộ, vì lẽ gì phân định là đồng loại? Đáp, dĩ hữu chú cố, bỉ kinh tuy thuyết trì danh, trọng trì chú cố. Trong kinh ấy có chú, đặc biệt nhấn mạnh trì chú. Có lẽ cũng có đồng tu hoài nghi, vì sao cùng khuyên cầu sanh tịnh độ mà Đức Phật nói nhiều phương pháp ngần ấy? Ở đây phải hiểu, Đức Phật thuyết pháp ứng cơ, giống người Trung Quốc, tuyệt đại đa số thích trì danh, thích niệm danh hiệu Phật, nhưng ở những nơi khác như Tây Tạng, Ni Bạc Nhĩ, Tây Khang. Còn có người ngoại quốc, có rất nhiều người thích trì chú. Thích trì chú, bèn dạy quý vị trì chú. Ưa trì danh, bèn dạy quý vị trì danh. Chuộng quán tưởng, bèn dạy quý vị quán tưởng. Đức Phật tùy cơ ứng pháp. Chúng ta phải hiểu điều này. Phương pháp khác nhau, nhưng nhất định đạt tới mục đích tương đồng.
Nhưng trong tất cả các phương pháp, nếu quý vị so sánh đôi chút, thì trì danh thuận tiện và dễ dàng nhất vẫn là đơn giản và dễ dàng hơn trì chú. Xét về hiệu quả, thưa quý vị, càng đơn giản càng đắc lực. Theo Trúc Sông Tùy Bút của Liên Trì Đại Sư, có người hỏi Ngài, Ngài dạy người khác niệm Phật như thế nào? Ngài đáp, dạy người khác niệm Phật 6 chữ, Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta bèn hỏi Ngài, chính lão nhân gia thì niệm theo cách nào? Niệm 4 chữ A Di Đà Phật khác nhau. Người ta hỏi, vì sao Ngài dạy người khác niệm 6 chữ, chính mình niệm 4 chữ? Ngài nói, bản thân tôi trong một đời này tâm nguyện quyết định muốn cầu sanh tịnh độ. Vì thế, chấp trì danh hiệu 4 chữ, đơn giản mà. Dạy người khác, chưa chắc họ đã có tâm nguyện ấy, chưa chắc phát nguyện giảng sanh trong một đời này. Vì thế, thêm vào Nam Mô sẽ tốt hơn một chút. Nam Mô có nghĩa là cung kính hay quy y. Nam Mô A Di Đà Phật dịch nghĩa sang tiếng Hán là quy y A Di Đà Phật hay cung kính A Di Đà Phật, thêm vào lời lẽ khách sáo. Nếu chính Ngài đã quyết định muốn cầu sanh tịnh độ trong một đời này, những chữ khách sáo đều khỏi nhắc tới, bỏ sạch. Quyết định giảng sanh mà, nếu chính mình tâm sanh tử chẳng thiết tha, thêm Nam Mô sẽ tốt hơn. Nếu trong một đời này thật sự mong giảng sanh thế giới cực lạc, hãy học theo Liên Trì Đại Sư. Càng đơn giản càng đắc lực, do lúc lâm chung một niệm cuối cùng càng đơn giản càng tốt. Quá dài, quá rườm rà, e rằng cho đến lúc ấy sẽ chẳng đắc lực, phiền lắm. Do đây biết rằng, phương pháp trì danh này tại Trung Quốc hơn 1000 năm qua, lịch đại tổ sư cực lực đề xướng là rất có lý. Các ngài không đề xướng trì chú, không đề xướng quán tưởng, chuyên môn đề xướng trì danh, trong ấy có đạo lý rất sâu. Nương theo pháp môn này tu hành, người thành tựu, người giảng sanh trong các đời vô số, như trong giảng sanh truyện đã ghi chép. Đó chỉ là chép một, bỏ sót cả dạng. Những trường hợp giảng sanh không được ghi chép rất nhiều, được ghi chép rất ít. Tam phi bộ phi loại, tam minh phi bộ loại giả đối thuyết tịnh độ. Ba là chẳng phải bộ mà cũng chẳng phải loại. Huyền nghĩa ba nói về chẳng phải bộ mà chẳng phải loại là nói kèm thêm về tịnh độ. Đây là giảng kèm thêm. Như Hoa Nghiêm pháp hoa cập khởi tính đẳng, Hoa Nghiêm pháp hoa khởi tính luận, vân vân. Những kinh luận như vậy rất nhiều, gần như có 100-200 loại. Hữu phi bộ loại nhi trung thuyết chuyên trì danh hiệu, như Văn Thù Bát Nhã. Trong kinh Văn Thù Bát Nhã cũng có nói tới phương pháp trì danh, đây là nói về phi bộ phi loại. Đới thuyết giả chư đồng bộ đồng loại chi ngoại, phục hữu chư kinh tuy bất chuyên đàm tịnh độ, kỳ trung đới cập khuyến tán giảng sanh giả. Đây là một loại. Hoa Nghiêm như Hạnh Nguyện Phẩm, Ký Minh Thập Đại Nguyện Vương, Nhi Mạc Ngôn Dĩ Thử Thập Nguyện Đạo Quy Cực Lạc Thị Giả. Đây là nói tới kinh Hoa Nghiêm. Nói tới kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa, ý nghĩa này rất sâu. Vì cả một đời Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp, bộ kinh được giảng đầu tiên là kinh Hoa Nghiêm, cuối cùng giảng kinh Pháp Hoa. Nói tới kinh giảng lần đầu và nói tới kinh giảng cuối cùng, hết thảy các kinh đều được bao quát vào giữa. Các kinh luận đã được nói trong khoảng ấy đã nói kèm về tịnh độ rất nhiều. Cho nên Ngài đặc biệt nêu ra hai kinh này, một mở đầu, một kết thúc. Nhất là pháp môn niệm Phật được đề xướng đầu tiên do hai vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền trong hội Hoa Nghiêm. Kinh văn của kinh Hoa Nghiêm đã ghi chép rành mạch hai vị Bồ Tát này đều phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Học trò của Ngài Văn Thù là thiện tài đồng tử tham học 53 lần, đến cuối cùng tham phỏng Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát
dạy cho thiện tài mười đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Không chỉ thiện tài đồng tử giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Tạng, tức thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, trong mỗi một địa vị chẳng biết có bao nhiêu Bồ Tát đều cùng Văn Thù, Phổ Hiền giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì thế, đối với Kinh Hoa Nghiêm, quý vị thấy xuyên suốt thì nó là kinh gì vậy? Là kinh giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nói nhiều ngần ấy, đến cuối cùng bèn sang Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là khải thị tối cao vô thượng mà kẻ nghiên cứu Hoa Nghiêm chẳng thể không biết. Bất luận quý vị học tông nào, phái nào, học kinh gì hay luận gì, đến cuối cùng không gì chẳng quy về tịnh độ. 53 lần tham học, 53 vị thiện tri thức, mỗi cá nhân học pháp môn khác nhau, nói theo cách thiện thời, có hiển, có mật, các tông, các phái, cuối cùng toàn bộ đều là cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta phải nên hiểu điều này. Còn có một điểm phải đặc biệt chú ý, các tông, các phái, hiển hay mật đều cùng tu mười đại nguyện vương, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là chỗ quy túc chung. Mười đại nguyện vương là cương lãnh tu hành chung của vô lượng vô biên pháp môn, có cùng một ý nghĩa với tam quy y. Tam quy y là quy y giác, chánh, tịnh, cho nên nó là tổng cương lãnh tu hành trong Phật môn. Mười đại nguyện vương cũng là tổng cương lãnh tu hành. Nếu chúng ta coi tam quy y như cương, mười đại nguyện vương là mục nương theo thập nguyện để tu giác, chánh, tịnh. Đây là tổng cương mục tu học của Phật pháp, chúng ta chớ nên không biết. Mười đại nguyện vương thứ nhất là lễ kính chư Phật. Bên trong phải chân thành, bên ngoài phải cung kính. Không chỉ học Phật phải tu từ chỗ này, mà đạo làm người trong pháp thế gian cũng thực hiện từ chỗ này. Chưa làm được điều này, những thứ khác chẳng cần phải bàn tới nữa. Giống như xây nhà, nó là nền móng. Nếu nền móng không có, quý vị dựng nhà sao được? Rất trọng yếu. Rất nhiều người niệm Phật quá ư là nhiều, giảng sanh được mấy? Vì lẽ gì niệm Phật suốt đời vẫn chẳng thể giảng sanh? Chư vị phải nhớ, người ấy thiếu cơ sở. Trong phần trên đã nói, lễ kính chư Phật là phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là cái tâm chân thành, người ấy thiếu Bồ Đề Tâm. Trong tâm xiểm khúc, cong quẹo, cái tâm bất hảo, đó chẳng phải là tâm học Phật, chẳng phải là tâm thành đạo, đương nhiên cũng không phải là tâm giảng sanh. Vì mỗi cá nhân trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, tâm địa thanh tịnh, chánh trực, tâm quý vị khác với lòng người của đại chúng trong thế giới Cực Lạc. Cho nên dù quý vị mỗi ngày niệm mười vạn tiếng Phật hiệu, cổ đại đức bảo trách toạc cổ họng của Uổng Công chẳng thể giảng sanh. Chúng ta nhất định phải chú ý điều này. Chúng ta xử sự đãi người tiếp vật phải chân thành, phải cung kính. Nho gia cũng nói tới điều này bằng thuật ngữ thành ý chánh tâm, cũng nói thực hiện từ chỗ này. Vừa mở sách lễ ký ra, ta thấy câu đầu tiên là khúc lễ viết vô bất kính, có dụng ý hoàn toàn giống như nguyện thứ nhất trong mười đại nguyện vương. Chẳng đặt vững nền tảng lễ kính, làm người còn làm chưa tốt đẹp, quý vị còn thành Phật được ư? Đó là chuyện không thể nào xảy ra được. Do vậy nhất định phải đặt vững nền móng này. Pháp Hoa như vân tụng tư kinh giả. Đây là nói tới người niệm kinh Pháp Hoa. Mạng chung đương sanh A-di-đà Phật Cực Lạc thế giới thị giả. Trong kinh Pháp Hoa rành rành là có những đoạn kinh văn nói rõ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng đoạn kinh văn này khi phiên dịch đã bị bỏ sót.
hình như là bài thứ năm hay bài thứ sáu trong phần kệ tụng. Nguyên văn tiếng Phạn của kinh Pháp Hoa nay vẫn còn. Đầu thời dân quốc, nữ cư sĩ Lã Bích Thành học Phật vô cùng kiên thành. Bà ta là giáo sư đại học, rất giỏi tiếng Anh, tiếng Phạn cũng thông thạo, để nhận thấy đoạn văn này trong nguyên bản kinh Pháp Hoa bằng tiếng Phạn đã bị bỏ sót bèn dịch ra. Khởi tính như tiền giáo khởi trung sở minh thị giả. Khởi tính là khởi tính luận, người đọc tụng rất nhiều. Bản thân Mã Minh Bồ Tát cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, cho nên Ngài viết khởi tính luận cũng nhằm đề xướng khuyên người khác cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đẳng giả, những kinh luận như vậy quá nhiều, như Quán Phật Tam Muội, Quán Phật Tam Muội Kinh, Thập Trụ Đoạn Kết Chư Kinh, chẳng thể kể xiết. Nếu mỗi thứ đều viết ra hết, sẽ có rất nhiều, đề mục các kinh luận này có hơn 100 loại. Đới thuyết tịnh độ, tầng điệp phi nhất, tường như hậu thích văn trung tạp dẫn. Trong sớ sao đã dẫn rất nhiều kinh luận, giảng về pháp môn niệm Phật. Văn thù bát nhã, tường hậu chấp trì danh hiệu văn trung. Trong đoạn văn giải thích về chấp trì danh hiệu của sớ sao đã trích dẫn kinh Văn Thù Bát Nhã. Đây là Phật khuyên chúng ta cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, đặc biệt là pháp môn trì danh. Bát dịch thích tụng trì. Đoạn này nói về sự cảm ứng. Dịch là khi phiên dịch. Thích là khi chú giải hay giảng kinh. Tụng là đọc thuộc lòng. Trì là nương theo kinh điển này để tu hành. Nói tín nguyện trì danh là y theo phương pháp này để tu hành. Sơ minh dịch, dĩ tri thử kinh vi bộ vi loại tường lược đồng biệt vị quỷ dịch tự hà thời. Quỷ là quỷ khuất. Kinh này rốt cuộc được phiên dịch lúc nào? Do nhân duyên gì truyền đến Trung Quốc? Vẫn chưa biết chuyện này, vẫn còn quỷ khuất. Xin hãy giảng giải rõ ràng đoạn văn trên đây mang ý nghĩa này. Phàm hữu kỹ dịch. Như Đại Bổn có tất cả 12 bản dịch, nhưng nay trong Đại Tạng Kinh chỉ còn 5 bản dịch. Những bản dịch khác đều bị thất lạc. Tại Trung Quốc, kể từ đời Tống, Đại Tạng Kinh mới bắt đầu được biên tập, thu thập tất cả kinh điển đã phiên dịch và chú sớ của cổ đức, biên soạn thành một bộ tùng thư. Do trước đây kinh điển lưu giữ phân tán tại chùa chiền hay trong dân gian, nên rất nhiều thứ bị lạc mất. Dĩ chí chú thích tiễn dương, độc tụng thọ trì hữu hà linh nghiệm. Các đồng tu học Phật cũng phải biết những điều này, nhằm giúp cho chúng ta sanh khởi và tăng trưởng lòng tin. Sơ minh dịch giả hữu nhị. Bộ kinh này có 2 bản dịch. Nhất danh Phật thuyết A-di-đà kinh, tức Kim Kinh. Hiện thời chúng ta đang dùng bản này. Kinh có tựa đề là Phật thuyết A-di-đà kinh. Diêu Tần Tam Tạng Pháp Sư Cư Ma La Thập dịch, do Cư Ma La Thập Đại Sư phiên dịch. Diêu Tần giả, Tần là danh xưng của triều đại. Vì sao phải thêm vào phía trước chữ Diêu? Trong lịch sử Trung Quốc có 4 vương quốc dùng Tần làm quốc hiệu, nên phải thêm dòng họ của quốc vương vào trước quốc hiệu. Ta mới biết triều đại Tần nào. Châu Hữu Doanh Tần. Tần là một tiểu quốc đời Châu, cũng là thời đại Xuân Thu Chiến Quốc. Sau này Tần cường thịnh, mở rộng lãnh thổ,
Tần Thủy Hoàng thôn tính lục quốc thống nhất Trung Quốc do Tần Thủy Hoàng họ Doanh nên trong lịch sử gọi là Doanh Tần. Nam Bắc Triều Hữu Phù Tần Diêu Tần. Thời Nam Bắc Triều, Phù Kiên ở Quan Trung. Địa phương này nay thuộc một dải Cam Túc, Thiểm Tây và Hà Nam, thành lập một vương triều xưng là Tần, đây cũng là Phù Tần. Trong cuộc chiến tại Phì Thủy, tướng Tạ An và Tạ Huyền của nhà Tấn đã đánh bại Phù Kiên. Diêu Trành là một tướng quân dưới trướng Phù Kiên, được vua sai ở lại trấn thủ hậu phương, thấy quốc vương thua trận, liền giấy binh đảo chánh, chiếm giữ Quan Trung, tự xưng vương, nhưng không thay đổi quốc hiệu. Trong lịch sử gọi triều đại này là Diêu Tần. Kim ngôn Diêu giả, giảng phi dư Tần giả. Chúng ta vừa nhìn liền biết đây là triều đại nào. Đây là thời đại Diêu Tần, đây còn là đời vua thứ hai của nhà Diêu Tần. Diêu Trành đã chết, con ông ta là Diêu Hưng kế vị, kinh này dịch dưới thời Diêu Hưng. Tam Tạng giả, thông kinh luật luận. Kim Thiện Hoa Phạm Cố, người như thế gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Vị Pháp Sư này vô cùng nổi tiếng. Ngài nói tiếng Hán rất khá, đương nhiên là hết sức thông đạt phạn văn. Cho nên dịch kinh vô cùng thích hợp khẩu vị của người Hoa. Pháp Sư giả, Phật Pháp sở thuộc, diễn dương hối chúng, vi biểu Phạm Cố. Biểu là sư biểu, phạm là mô phạm. Ngài thông đạt Phật Pháp, có thể giảng giải hướng dẫn chúng ta tu hành, nêu gương làm khuôn phép cho chúng ta, nên chúng ta tôn xưng Ngài là Pháp Sư. Vì thế danh xưng Pháp Sư này chẳng dễ đảm đương cho lắm. Nếu quý vị làm không được, người ta gọi quý vị là Pháp Sư, nói thật ra đó là chửi người đấy. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Nếu bản thân chúng ta làm không được, người khác tôn kính gọi ta là Pháp Sư hay Hòa Thượng, hãy nên sanh tâm hổ thẹn, nói thật ra là chẳng gánh vác nổi. Vì thế các đồng tu xuất gia nhất định phải nỗ lực, phải thật sự phát phẫn, danh phù hợp thực, sẽ chẳng mắc tội lỗi. Nếu không, người ta gọi quý vị một tiếng sẽ thành một tội nặng, gọi hai tiếng sẽ là hai tội nặng. Trong một đời này, ta chẳng làm tội nghiệp gì. Đến sau này, khi vua Diêm La tống quý vị vào địa ngục, quý vị vẫn kêu oan uổng, thật ra cũng chẳng oan uổng tí nào. Mỗi một tiếng là tăng thêm tội này trên thân. Thật đấy, chẳng giả tí nào, giống như người thế gian. Ta phát tâm làm thầy, đi dạy học, kết quả là suốt đời cũng chẳng dạy một đứa học trò nào, chẳng lên lớp bữa nào. Người ta vừa thấy mặt bèn nói: "Thầy ơi, thầy ơi, người ấy có tội lỗi hay chăng?" "Có tội, thật đấy chẳng giả đâu." Kumala Thập Giả, đây là tên họ của một người. Đây là dịch âm tiếng Phạn. Người Hoa chuộng đơn giản, giảm bớt những chữ có âm nhẹ nên gọi là Kumala Thập. Có khi còn tính lược hơn nữa, gọi Ngài là La Thập. Thượng Ngũ Tự Thử Phân Đồng Thọ. Đồng là đồng tử, tuổi rất nhỏ, đứa bé con. Thọ là cụ già. Tuy giống như đứa con nít, còn thuộc tuổi trẻ con, mà trí huệ và hàm dưỡng, cử chỉ của Ngài đều giống như một người trưởng thành. Vì thế mọi người gọi Ngài bằng danh xưng này. Quả thật Ngài rất lỗi lạc. Đây là bậc Tái Lai, là Bồ Tát Tái Lai. Thập giả, thâm thiện thử phương văn tự chi thập. Đối với ngữ văn Trung Hoa rất thông đạt. Hoa Phạn hợp cử xưng La Thập Giả. Thật ra tên thật sự của Ngài là Cư Ma La Kỳ Bà. Thập là danh hiệu do người Hoa tặng cho Ngài. Ngài hết sức thông đạt ngữ văn tiếng Hán.
dịch giả, dịch giả, dịch phạn thành hoa giả. Đó là phiên dịch đem phạn văn chuyển thành tiếng Hán. Châu lễ trưởng tứ phương chi ngữ, các hữu kỳ quan, bắc phương viết dịch, kim kinh tự Tây Lai, nhi ngôn dịch giả, Hán chi bắc quan, kim thiện Tây ngữ, ma đằng thỉ chí, toại xưng vi dịch, kim nhân chi giả. Châu lễ là tên một bộ sách. Lễ kinh của Trung Quốc gồm có ba bộ: Châu lễ, Nghi lễ và Lễ ký. Đây là ba bộ trong 13 kinh của Nho gia. Trong Châu lễ, hiến pháp, chánh trị, điển chương, văn vật, chế độ đời Châu đều được ghi chép trong ấy. Châu lễ là trước tác của Châu Công. Ý tưởng ấy được thiết lập tận thiện tận mỹ. Tôi chưa đọc bộ sách này. Tiên sinh Phương Đông Mỹ đã bảo tôi rất nhiều lần, sách này hay lắm. Ngài nói rất nhiều bản hiến pháp của các quốc gia xưa nay trong ngoài nước đều thua Châu lễ. Nếu các đời vua cuối của nhà Châu tuân thủ làm theo giáo huấn trong bộ sách ấy, nhà Châu sẽ chẳng vong quốc. Trong lịch sử Trung Quốc, triều đại tồn tại lâu nhất là nhà Châu, 800 năm. Người đời sau không tuân thủ bộ hiến pháp này nên mới vong quốc. Phương tiên sinh hết sức tán thán bộ sách này, tôi chỉ đọc mấy thiên trong sách Lễ ký. Trong chế độ ấy, vị quan trông nom sự phiên dịch ngôn ngữ ở bốn phương có danh xưng khác nhau. Phương Bắc gọi là dịch, phương Đông gọi là ký, phương Nam gọi là tượng, phương Tây gọi là địch đê, danh xưng bất đồng, đều có ý nghĩa. Nhưng công tác đều là phiên dịch kinh Phật đến từ phương Tây. Vào thời Hán, con đường tơ lụa là tuyến đường chính để từ Trung Quốc sang Tây vực. Phật giáo cũng theo đường này truyền đến Trung Quốc. Theo tuyến đường Nam Bắc từ Rạng Thiên Sơn ở Tân Cương, Cam Túc đến Trường An. Khi đó kinh đô của quốc gia ở Trường An rất gần phương Bắc. Khởi đầu từ hai vị Ma Đằng và Trúc Pháp Lan dịch tứ thập nhị chương kinh. Vị quan trong nom phiên dịch của phương Bắc đến giúp sức. Vị quan cai quản công tác phiên dịch ở phương Bắc rất thông thạo phạn văn, nên mời ông ta đến giúp sức, cho nên dùng chữ dịch này. Về sau một mực dùng chữ dịch chẳng thay đổi nữa, đã biến thành thói quen rồi. Tứ thập nhị chương kinh là bộ kinh Phật được phiên dịch đầu tiên tại Trung Quốc. Bộ kinh này có nội dung vô cùng phong phú, có thể nói là Phật học thế luận của kinh Phật. Cuốn Tứ thập nhị chương kinh Tân Sớ của cư sĩ Quý Thánh Nhất đã chú giải rất tỉ mỉ. Trong tất cả các bản chú giải xưa nay, tôi cảm thấy bản của ông ta hay nhất. Chỗ hay nhất trong bộ kinh này là gì? Con người hiện đại chúng ta học Phật chẳng thể thành tựu là vì thân mình đầy bệnh mà chẳng biết. Ta không phạm khuyết điểm gì, ta hết sức tốt đẹp. Thấy khuyết điểm của kẻ khác, chẳng biết chính mình sai quấy. Sau khi quý vị đọc kinh này mới phát hiện chính mình có bao nhiêu là lầm lỗi, sửa đổi những khuyết điểm ấy, công phu niệm Phật của quý vị mới đắc lực. Bộ kinh này là một liều lương dược chữa bệnh cho chúng ta. Học Phật phải học từ đâu? Phải học từ bộ kinh này. Nhưng bộ kinh này lời lẽ đơn giản, ý nghĩa bao quát. Văn tự rất đơn giản, rất ít, nghĩa lý quá phong phú, không được chú giải cặn kẽ, quý vị sẽ chẳng thấy được. Trong quá khứ chúng ta vẫn chưa tìm được bản chú giải lý tưởng. Bản chú giải của Pháp Sư Quán Đảnh quá sâu, không thích hợp cho kẻ mới học. Do vậy, tại Hương Cảng, tôi thấy bản này của cư sĩ Quý Thánh Nhất vô cùng hoan hỷ. Các đồng tu học giảng kinh phải bắt đầu học từ chỗ nào? Bắt đầu học từ kinh này. Kinh này chia thành ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất là giải thích khoa đề,
tức là mỗi chương trong 42 chương có một đề mục giải thích khoa đề, là giải thích đề mục của từng chương, sau đó là giải thích danh từ thuật ngữ, điển cố, cuối cùng là giảng nghĩa, hợp lại để giảng. Có từng tầng lớp, rõ rệt, đây là quy củ giảng kinh truyền thống, hoàn toàn dựa theo quy củ để giảng, có thứ tự, chẳng lộn xộn. Vì thế, các đồng tu giảng kinh phải dốc sức nơi bộ kinh này. Quý vị có thể học theo quy củ và phương pháp này, về sau quý vị sẽ có chỗ để dốc sức nơi hết thảy các kinh. Do vậy, đây là bộ sách tham khảo vô cùng hay. Pháp sư Bân Tông chú giải kinh Di Đà và Tâm Kinh cũng dùng quy củ này, viết theo đúng quy củ. Đó là khuôn mẫu giảng kinh tốt đẹp, nhất định phải dựa theo phương thức này để giảng. Vì thế, quý vị giảng kinh chớ nên học theo cách tôi giảng trong hiện thời. Học theo cách tôi giảng trong hiện nay sẽ gặp trắc trở. Muốn học giảng kinh với tôi thì phải học trong mười mấy năm trước đây. Nghe tôi giảng kinh sẽ được lợi ích, được thụ dụng. Vì sao? Khi tôi bắt đầu đến giảng kinh tại Đài Bắc, đại khái là 15-16 năm. Tuân theo phương pháp giảng ấy, rất giữ quy củ. Từ năm Dân Quốc 60-1971, bắt đầu giảng kinh Hoa Nghiêm, dần dần vượt ngoài đường lối, không tuân thủ quy củ nữa. Những người mới học nghe không nhận ra, nhưng các vị có kinh nghiệm nghe giảng biết ngay. Tôi giảng kinh tại Hương Cảng, có rất nhiều pháp sư nghe, còn có những pháp sư hết sức thích nghe tôi giảng kinh. Pháp sư Sướng Hoài bảo đại chúng, tôi không phải là giảng kinh trên tòa, mà là nói gì? Trình bày báo cáo tâm đắc của chính mình. Tôi mở bản kinh ra, tôi nói những điều chính mình hiểu và lãnh hội. Quý vị bắt đầu học giảng kinh, có câu nói bất học quy củ, bất thành phương viên. Đạt đến cảnh giới của tôi, phải nâng cao hơn một tầng nữa. Trên giảng đài, tôi đã tuân theo quy củ mười mấy năm. Từ năm Dân Quốc 56-1967, tôi lên Đài Bắc giảng kinh, tôi vừa xuất gia, bèn bắt đầu giảng kinh. Tôi xuất gia năm Dân Quốc 48-1959. Tháng Giêng năm Dân Quốc 49-1960, bèn bắt đầu giảng kinh, tuân theo quy củ, đến năm 60 tuổi mới dần dần thoát ra, giảng báo cáo tâm đắc của chính mình. Do vậy, những đồng học nghe kinh thuở đầu, giống như các vị đang giảng kinh ở các nơi như Hùng Uyển, Từ Huệ Linh vào thuở ấy, có lúc họ gặp tôi, vẫn nói, may là thuở ấy đến nghe thầy giảng bèn được lợi ích. Học được thứ này thứ nọ, bây giờ đến nghe kinh chẳng học được gì. Nay tôi giảng đúng là thiên mã hành không, không có ngàn mé. Khi cao hứng thì có mấy câu, 3-4 câu kinh văn mà giảng suốt 2 giờ không xong. Cũng có khi cả đoạn văn dài, loáng một cái đã xong. Quý vị học được điều gì? Học không được, nhưng đối với người tu hành, lời giảng ấy hữu ích. Đối với những vị học giảng kinh thì hỏng bét, nhưng đối với những vị niệm Phật tu hành chắc chắn hữu ích. Vì thế, chắc chắn không thể học theo cách tôi giảng trên giảng đài. Hiện thời tốt nhất là tuân theo phương pháp này trong tứ thập nhị chương kinh để học giảng kinh. Đoạn kế tiếp nhằm giới thiệu đơn giản về Cưu Ma La Thập Đại Sư. Đây là trích lục từ truyện ký của Ngài, nhằm khiến cho chúng ta hiểu biết đại lược về đại sư. Theo truyện ký, vị đại sư này là vị thầy dịch kinh của quá khứ Thất Phật. Vì thế, những thứ do Ngài phiên dịch hết sức hay. Đến Trung Quốc, Ngài chịu không ít dùi dập, chịu đựng chẳng ít khổ nạn, chính mình bị thiệt thòi to lớn. Nhưng Ngài có cống hiến rất lớn đối với Phật Pháp Trung Quốc. Ngài bị Lữ Quang giam cầm gần 30 năm, không cách nào xoay sở. Ngài học văn tự Trung Quốc vào lúc ấy. Sau khi Lữ Quang chết, cháu là Lữ Long kế vị, đầu hàng Diêu Hưng. Cưu Ma La Thập Đại Sư mới được Diêu Hưng nghênh thỉnh về Trường An, tiến hành công tác dịch kinh 7 năm, rồi viên tịch. 7 năm ấy có ảnh hưởng rất lớn đối với Phật giáo Trung Quốc, đặt vững cơ sở cho Phật giáo Trung Quốc. Do điều này biết rằng,
phần pháp lời sanh không do thời gian dài hay ngắn, mà thực sự do công lực dày hay mỏng. Như Ấn Quang Đại Sư đối với Phật Pháp Cận Đại, không chỉ là nói theo phía Tịnh Độ, mà đối với toàn bộ Phật Pháp, Ngài có ảnh hưởng to lớn dường ấy. Ấn Quang Đại Sư hoằng pháp bao nhiêu năm? 10 năm, 70 tuổi mới ra hoằng pháp. Trước năm 70 tuổi không ai biết, tới 70 tuổi mới bị người ta phát hiện. Khi đó nhằm thời đầu dân quốc, có những vị lão cư sĩ rất có học vấn, lúc đến Phổ Đà Sơn du ngoạn, đã vô tình phát hiện, trò chuyện với Ngài, cảm thấy vị này kiến giải lỗi lạc, sau đấy trao đổi thư từ với Ngài. Những bức thư trả lời của Ngài được đăng tải công khai trên báo hay tạp chí, mọi người mới biết có Pháp Sư Ấn Quang, lão nhân gia viên tịch năm 80 tuổi, hoằng pháp chỉ 10 năm. Đây là như cổ nhân đã nói, hậu tích bạc phát. Vì Ngài đã tích chứa quá dày, tuy thời gian phát ra chẳng dài, nhưng công lực đã đủ mức nên mới có sức ảnh hưởng sâu dày như vậy. La Thập Đại Sư là người như vậy, chúng ta phải ghi nhớ chuyện này. Đối với người hiện thời, tôi được coi là kẻ đã từng trải qua kinh nghiệm này. Chính mình bị thua thiệt rất nhiều, bị lừa gạt rất nhiều. Đó là vì lúc tôi ra giảng kinh, tuổi còn trẻ quá, chẳng thể học theo cổ nhân. Tích chứa chẳng dày, cho nên sức lực phát ra cũng chẳng đủ, phải tích chứa cho dày mới đủ sức. Tôi thấy người hiện thời vẫn chẳng được như tôi. Tôi còn có thể theo thầy học Phật 13 năm. Bọn họ hiện thời học được 3 tháng đã muốn đi ra ngoài biểu diễn, vẫn chẳng bằng tôi. Có thể suy ra, sức lực do quý vị phát ra sẽ chẳng bằng tôi. Chúng ta đọc những tác phẩm của cổ nhân phải ghi nhớ giáo huấn, phải có lòng nhẫn nại, phải có chí thường hằng, phải có nghị lực. Có như vậy thì mới có thể thật sự thành tựu. Học theo lời dạy của một người, điều này trọng yếu lắm. Không nên ra ngoài, hôm nay nghe vị này, ngày mai nghe vị khác. Nghe nhiều quá, tư tưởng hỗn loạn, phức tạp. Do vậy, tuy người ta tôn kính Ẩn Quang Đại Sư, có mấy ai thường nhắc đến tên Ngài? Không nhắc tới. Vì sao chẳng nhắc tới? Có chỗ kiêng kỵ, Ẩn Quang Đại Sư phản đối kẻ học Phật thường tới chùa, phản đối người học Phật thân cận Pháp Sư, cực lực phản đối. Quý vị tới chùa thường xuyên quá, tinh thần phân tán, chẳng thể tập trung, chẳng thể học Phật Pháp tốt đẹp lắm, nhiều nhất là tu được một chút, si phước mà thôi. Quý vị tiếp cận vị Pháp Sư này, vị Pháp Sư này bèn giảng điều này, thân cận vị Pháp Sư nọ, vị ấy bèn giảng điều kia. Đầu óc quý vị chứa đựng đủ thứ lộn xộn, niệm Phật sẽ chẳng đắc, nhất tâm bất loạn. Do vậy, mọi người hãy nhắc tới Pháp Sư Ẩn Quang, bèn rất cung kính. Nhưng chẳng nhắc tới một câu nào của Ngài, vì sao? Đối với Pháp Sư Ẩn Quang, thí dụ như quý vị quy y với Ngài, đến đó gặp Ngài, Ngài sẽ đùng đùng quở mắng quý vị một trận. Ngươi đến đây làm chi? Con đến thăm sư phụ. Ngươi đã thấy mặt sư phụ rồi, có gì hay ho đâu. Không trở về nhà lo thật thà niệm Phật, gặp sư phụ để làm gì chứ? Chửi cho một trận tơi bời. Đó là một vị thiện tri thức chân chánh. Pháp Sư hiện thời thì các ông thường phải đến gặp ta, thái độ khác hẳn Pháp Sư Ấn Quang, cho nên mọi người kính nhi diễn chi Ngài. Nhưng nếu chúng ta suy ngẫm sẽ thấy, thật sự muốn thành tựu thì lời lão nhân gia dạy đúng quá. Ngài chủ trương một đạo tràng, một thầy, học theo lời dạy của một vị thầy, quý vị mới có thể đắc nhất tâm bất loạn, sẽ chẳng bỏ lỡ một đời này. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng Tịnh Độ. Nam Mô A Di Đà Phật.